Được rồi. Để cốt thì cái cấu trúc của lệnh là để cốt e set expression và d e expression là đưa dấu biểu thức, e và set expression là bắt buộc, thứ ba thì không có cũng được. Sự như sau: e là một biểu thức bắt buộc, set là bắt buộc, SE1, SE2 là được chia cách bởi dấu phẩy. Nếu E là bằng SE1 thì decode sẽ trả là SE2, ngược lại nó sẽ trả lại là chữ D. Nếu D không có gì thì có trả lại chữ null. Trong decode thì hai chữ null được coi như giống nhau, null so với null sẽ trả lại chữ true và trả lại kết quả như yêu cầu. Trong nói khác, việc sử dụng null trong decode được biên thông dịch ra là so sánh với chữ y null, khác hẳn với chữ bằng null. Chú ý rằng bằng null luôn luôn trả về false, bởi vì null là đâu tôi biết, đừng là tôi không biết. Cho nên một số giá trị y là 4 chẳng hạn không bằng với Arduino. Và SQL giả sử rằng false là được trả về cho mọi trường hợp, nhưng với y null, nếu họ khác là liệu một giá trị là null hoặc unknown thì giá trị giả có sử dụng y null trong trường hợp y null. Trường hợp này so sánh của null sẽ trở về một giá trị đúng đầu ra nếu là dữ liệu của E và cái đầu tiên của SE1 là ký tự, thì decode sẽ trả về một giá trị kiểu khóa chặt 2. Nếu mà dữ liệu của E hoặc SE1 là số, decode sẽ trả lại giá trị kiểu numeric. Ví dụ, vì sao chúng ta sẽ lấy hàng từ address code và nhìn vào cái state column và dùng để có thể thông dịch giá trị trong state theo cái biểu thức tìm kiếm ở the code. Và trong trường hợp này sẽ tìm hai cái bang và có thể dễ dàng được biến thông dịch để code state để code state CA như thế nào. Nếu mà y là y nói của nó khác thì lại order. Ta sẽ giải quả sau CA này là Alabama như các cái order hết. Thế thì dịch cái này biểu thức này, nếu SM1 mà bằng state thì đoạn này không thể để code này. Code đừng coi như là if then else or SQL. Decode